để cho anh em lái xe chúng tôi đi cho nó được thoải mái, thuận tiện. Với chiều dài gần 140 km, quốc lộ 37 thuộc địa phận. Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay chị có về máy hát đĩa nha, với đồng hồ, với đồng hồ treo tường nha cô chú chị mình ha. Đây là mã số 1D đầu tiên, đó chính là một cái chậu nha cô chú chị mình ha. Đó, chậu này là chậu lái thiêu già nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha, rất là đẹp, hàng liền lạc và là lặng luôn. Đó, đây em còn chỉ có một cái duy nhất thôi. Chiều cao là 38, phủ bì là 52, lọt lòng là 45. Đó, đây chỉ có một đường tóc gió chỗ này thôi nha cô chú chị mình ha, nhưng mà chậu rất là đẹp. Đó, cũng còn khá là liền, đế cũng vẫn còn nguyên, chỉ có một cái duy nhất thôi. Đó, không có cái thứ hai. Đó, sông Long chanh châu nha cô chú chị mình ha, hàng liền lạc và là lặng luôn, rất là đẹp. Đây, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, còn một cái duy nhất có giá là 2.200.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 2.200.000 bao phí ship luôn nha. Đây, tới cái nón lá hội đồng, cái này cô chú anh chị mình mua có thể trưng đề co chơi được nha. Đó, chứ giờ cái nón này thì nó bị lửa nó táp rồi. Đó, phía bên này đó cô chú chị mình xem giùm em ha, là bị lửa táp rồi, nhưng mà cũng còn khá là liền. Ở trên đây thì em sẽ vệ sinh lại cho cô chú chị mình luôn. Đó, cái này thì mã số 2 đây có giá là 1.000.000 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Đó, có thể mình về mình trưng đề co để mình ôm lại kỷ niệm nha. Đây, tới cái nón bảo bình nha cô chú chị mình ha. Đó, nón bảo bình tức là nón bảo vệ thực vật An Giang đó, ngày xưa đó ha. Đây, cô chú chị mình xem giùm em. Đó, xây này là xây lớn, cái này thì có giá là 900.000, em bao ship toàn quốc cho luôn, mã số 3D. Đó, này là giống như là nón giả hội đồng vậy đó nha. Còn đây là cái mấy nón hội đồng thiệt nha cô chú chị mình ha. Đó, lòng trong này là người ta làm lại cái lòng nón của nón lính đó. Đó, có sao là em báo chính xác cho cô chú chị mình luôn. Bề ngang là 2 tấc, xây này là xây lớn, dài là 2 tấc 4. Đó, nón còn khá là đẹp luôn cô chú chị mình, nhìn giùm em nha. Xem giùm em trên đây thì nó có lỗ tí xíu rồi, lũng khoảng cỡ bằng đầu cây kim. Đây thì nứt tí xíu không sao. Đó, còn hàng thì lành lặn liền lạc luôn, chưa đánh bóng lại nha. Cái này đánh bóng này đẹp lắm, này là nón Pháp cho cô chú chị mình ha. Đó, cái này thì còn khá là đẹp. Đó, em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3.300.000, 3.300.000 mã số 4 nha. Đây em còn hai cục đá tảng để kê cột nhà ngày xưa á, mấy cái cột cái á. Đó, đá tảng xanh nha, đó là đá tảng xanh nha cô chú chị mình ha. Chiều cao á, là chiều dày của đá là 1 tấc 8, vuông dứt là 3 tấc 2. Đó, cặp này rất là nặng nha cô chú chị mình ha, một cục nó tới 30 mấy ký, 37 ký lần nha, đá tảng xanh xưa nha. Đó, cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.800.000. Đó, nó nặng là nặng tiền phí ship thôi nha cô chú anh chị mình ha, 1.800.000 là 2 cái, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, đây tới em có cặp nai nha. Đó, em đo từ sừng xuống tới chân luôn là 90, từ đầu cho đến đuôi luôn á là 60, hoành bụng này á là 47 nha. Chất liệu là bằng đồng, hàng thì liền lạc lành lặn luôn, không có bị bể mẻ đắp giá chỗ nào, tùng lọc nha cô chú anh chị mình ha. Đó, mang trường cho đến cô chú anh chị mình luôn là trường thọ. Đó, trên lưng á, thì những cái bông mai rất là đẹp. Cái này là em bao đánh bóng luôn, chất liệu bằng đồng thì em bao cho cô chú anh chị mình khỏi sợ rồi, không có bị bể mẻ đắp giá bất cứ chỗ nào. Cặp này thì có giá là 12.500.000, 12.500.000 một cặp, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, và bao đánh bóng nha. Một chục cái dĩa Trúc Lâm Thất Hiền mã số 7D, đường kính dĩa là 2 tấc nha. Đó, hàng thì liền lạc và lành lặn luôn. Đó, đồ này thì em bao đẹp cho cô chú anh chị mình luôn nha, bao xài luôn. Đó, khá là liền. Đây, đồ này là chuẩn xưa rồi. Chục cái này thì có giá là 600.000, em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình ha. Đó, cái này thì nhỏ hơn nha. Đó, 1 tấc 7, mã số 8D. Một chục cái này, đó em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 350.000, bao ship toàn quốc luôn nha. Đó,
Còn một cặp bình duy nhất nha cô chú chị mình ha. Đây, một cặp bình duy nhất luôn. Sơn thủy nha. Tô son dễ dàng, hàng Giang Tây. Đó, Giang Tây tàu xưa. Chiều cao 6 tấc 2, đường kính miệng 2 tấc 1. Hoành bụng lớn nhất là xa 96. Đó, hàng liền lạc và là lặn luôn. Mã số 9D. Đây, cô chú chị mình xem giùm em nha, rất là đẹp, vẽ sơn thủy. Cặp này em giao lưu với cô chú chị mình luôn, còn một cặp duy nhất em giao lưu là có giá là 4.2 triệu. 4.200.000 một cặp, bao ship toàn quốc, còn chứ còn một cặp một duy nhất nha. Thập niên đó là thập niên cỡ 70-80. Đây, còn em có một cặp đèn tượng nha. Chất liệu là bằng đồng, bầu là pha lê trắng nha. Về là mình đổ dầu vô là mình xài thôi. Ống khói thì em bao cho cô chú chị mình luôn là ống khói bút mực riêng của nó luôn nha. Đó, nội mà ống khói không là 1 triệu bạc rồi đó. Em ra, nói chung là em mới mua được cặp ống khói. Đó, ống khói bút mực riêng. Đó, chút xíu nữa nó sẽ về tới. Vậy em quay cặp tượng này á, là em giao lưu với cô chú chị mình trước nha. Đây, họng là cũng riêng luôn, đều bằng đồng hết. Chiều cao là 1m03. Chu vi cái tượng này của nó luôn là 3 tấc 6 nha. Tượng là bằng đồng, đế là đế đá nha. Đá đen. Đó, bầu là bầu pha lê trắng. Đó, bầu là bầu tắc 7 nha. Đây, cặp này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mà luôn. Một cặp là ống khói đầy đủ nha, bao xài, đèn tượng. Đó, trọng lượng nặng là 15kg một tượng nha. Đó, một cặp đó, thì cô chú anh chị mình lấy một cặp thì chú em tính 30 triệu. Còn nếu mà cô chú anh chị mình mà lấy lẻ đó thì một cây là 16 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Hàng liền lạc và là lặn luôn. Lẻ là 16 triệu một cây, còn nếu mà lấy cặp đó thì chúng em sẽ tính 30 triệu một cặp nha. Đây em tới cái mã số 11D. Đó, tới cái một cái quai bò của Đức nha. Hàng này là hàng của Đức. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. 5 gông 5 búa bao xài. Đó. Chiều cao là 2 tấc 4, chiều dài của nó luôn là 58, chiều sâu vô của nó luôn là 1 tấc 7. Đó, rất là đẹp, hàng liền lạc và là lặn luôn. Đồ này là chuẩn xưa cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Âm thanh thì rõ ràng rất là hay. Đó, cô chú anh chị mình cứ an tâm. Nói chung là đồ này là em bao xài cho cô chú anh chị mình khỏi sợ chưa chùi dầu nha. Đây, cái đồng hồ này thì có giá là 3.500.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, mặt quả lắc là bằng thau hết trơn luôn nha. Đây, cây này cũng như vậy luôn nha, mã số 12D. Đó, cũng là 5 gông 5 búa luôn nha. Cũng là xài gông thau luôn. Chưa vệ sinh chùi rửa luôn nha. Đó, rất là đẹp, hàng liền lạc và là lặn luôn. Chiều cao 2 tấc, chiều dài của nó luôn là 70. Bề ngang của nó luôn là 1 tấc rưỡi. Đó. Cái này là chắc có một là của Pháp, hai là của Đức cho cô chú chị mình ha. Âm thanh thì khỏi chê rồi. Đó, cũng đồng giá là 3.500.000 em bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha, và em bao xài luôn. Nói chung đồng hồ bên em là cô chú chị mình khỏi sợ và khỏi lo. Đó, nếu mà có trục trặc gì là một là em đổi lại cho cô chú chị mình luôn, còn hai á là em thu hồi lại, không có để cô chú chị mình mất 1.000 phí ship nào hết. Chiều cao 68. Đó, lộc phát rất là đẹp luôn nha. Bề ngang 3 tấc 2, mã số 13D. 8 gông 8 búa nha. Hàng liền lạc lành lặn luôn. Cái này chắc của Đức quá. Đó. Chưa chùi dầu luôn nhưng mà âm thanh còn rất là hay nha cô chú anh chị mình ha. Đó, chưa có chùi dầu lên cót gì hết trơn luôn nhưng mà âm thanh nó rất là hay. Đó, cây này là khỏi chê chỗ nào luôn nha cô chú anh chị mình ha. Liên lạc và lành lặn. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 4.500.000. Bao ship toàn quốc và bao xài cho quý cô chú anh chị mình ha. Đó, 4.500.000. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 14D. Chiều cao là 74. Bề ngang của nó luôn là 33. Đây, mặt đồng hồ thì nó hơi xấu chút xíu nha, nhưng mà đổi lại á, âm thanh nó rất là hay. Đó, có sao làm nói như vậy, mua sao là bán y gan như vậy luôn nha. Đó, chưa chùi dầu vệ sinh máy móc luôn. Đây, cây này là máy lớn nha. Đó, cô chú chị mình muốn nghe âm thanh thì chút xíu nữa, cô chú chị mình cứ liên hệ Zalo với em báo chính xác cho cô chú chị mình luôn. Nói chung là những cái này là em bao xài
thùng thì còn nguyên zin. Đó, cây này thì có giá là 4.300.000, 4.300.000 em bao ship toàn quốc, đặc biệt là bao xài nha. Đó, cô chú anh chị mình khỏi sợ, nếu mà mua đồng hồ bên em là khỏi sợ, khỏi lo. Đây, tới cây Velvet nha cô chú anh chị mình ha. Chiều cao á là 65. Bề ngang đường kính thùng á là 3 tấc 4. Hàng thì cũng liền lạc là lặn luôn, cái này là 5 gông 5 búa Velvet. Đó. Đây cũng dạ chưa lên cốt lại luôn nha. Mặt đồng hồ thì cũng còn rất là ổn định. Rất là đẹp. Đó. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3.300.000. 3.300.000, 5 gông 5 búa, bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook nha. Đây. Đó, tới một cái máy hát đĩa nha cô chú anh chị mình ha. Vừa la vô mà vừa đĩa luôn. Đó. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Đó. Đây, rất là hay. À. Các lượt khách toàn cầu cho đến các chuyến là liên quan đến mua sắm và dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karin cho biết. Cái này là nghe mình nghe đài thôi, tại vì á, đĩa là em không có mở được cho lưu quý cô chú anh chị mình, tại vì nhiều khi đĩa nhạc của Việt Nam mình á, là đĩa có bản quyền, chúng em không có dám mở trên YouTube được nha. Đó, mong cô chú anh chị mình nếu mà có muốn nhu cầu thì cứ liên hệ Zalo với em. Em chụp hình cho rõ chi tiết. Cái này là xài bằng bóng đèn nha cô chú anh chị mình ha. Điện thì xài 220 nhưng mà nó xài bằng áp to điện, áp to đèn nha. Đó. Thùng thì cũng còn nguyên, còn khá là liền, rất là đẹp. Mã số 16D. Chiều cao của nó luôn là 88. Đó. Bề ngang của nó luôn là 57. Chiều sâu vô là 40. Hàng cũng còn khá là liền lạc, lành lặn luôn. Đó, quay ra mặt sau cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó, quay là mặt, đổi mặt cho cô chú anh chị mình xem cái. Đây. Nói chung là đồ này là em bao xài gửi về điện đi. Đây. Nhãn hiệu của nó vẫn còn nha. Cô chú anh chị mình có thể lên Google là mình search, có thể là nó sẽ nó ra nhãn hiệu của nó. Đó. Cái này em còn một cái duy nhất bao xài luôn. Đĩa nếu mà đĩa than thì em còn tặng cho cô chú anh chị mình được 2-3 cái nha. Đó. Đây. Cái máy hát đĩa này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 22 triệu. 22 triệu em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn là toàn quốc nha. Đặc biệt là em bao xài. Đó. Đây. Tới mã số 17D, một cái đồng hồ 12 gông 12 búa. Hàng thì liền lạc lành lặn luôn. Đó, gỗ này là gỗ sồi của nước ngoài nha, nó đã xử lý mối mọt của chú chị mình khỏi sợ rồi. Đó, hoa lắc cũng còn rất là đẹp. Đây, mặt đồng hồ đem đo thử rồi nha. Mặt đồng hồ là 2 tấc 8. Cái mặt hoa lắc này á, là 2 tấc 4. Hàng liền lạc và lành lặn luôn. 12 gông 12 búa. Em còn 5 cây nha. Đó, còn duy nhất có 5 cây đồng hồ này thôi. Đó, em cũng đồng giá với quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, đặc biệt ngày hôm nay luôn nha. Chiều cao là 2 tấc. Đó, đồng hồ này chiều cao là 2 tấc nha. Đây, bề ngang. Bề ngang là 48, là nhỏ nhất. Nếu mà bề ngang lớn nhất của nó luôn là 5 tấc nha. Đó, máy là máy lớn. Đó, máy này là máy dệt manin nha cô chú anh chị mình ha. Cây này thì rất là hay, gông là gông dài, 12 gông 12 búa, mã số 17D. Đó, gỗ sồi của nước ngoài chưa xử lý luôn nha, rất là đẹp. Đây. Cây này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 26 triệu. Là em bao ship toàn quốc nha, còn nếu mình ở gần chú em sẽ bớt tiền ship lại cho cô chú anh chị mình nha. Đó, 26 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Đây, tới cây mã số 18D. Đó. Cây này thì mặt nu nó cũng rất là đẹp luôn nha. Thùng thì nó hơi chạy xước tí xíu thôi, chúng em sẽ xử lý lại được cho cô chú chị mình nha. Đồng hồ thì mua bên em rồi cô chú chị mình khỏi lo, chiều cao cũng là 2 mét luôn. Đó, bề ngang đường kính thùng là 5 tấc nha. Cô chú chị mình có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Đó, những cái đồng hồ này thì em bao xài luôn. Đây, mặt đồng hồ là 2 tấc 8. Mặt quả lắc của nó luôn là 3 tấc nha. Rất là đẹp. Đó, cây này là cây của Đức nhưng mà nhiều khi nó xuất qua Mỹ, bởi nó nói nhãn hiệu của Mỹ nha. Lộ quách ai nha cô chú chị mình ha. Đó, đây là đặc biệt của nó luôn á, là tắt âm thì mình chạy đẩy lên đây, đẩy lên tút trên luôn là tắt âm.
Còn nếu mình muốn đổi bài á, là nó ở đây nó có những cái hướng dẫn có đổi bài, muốn đổi bài nào thì nó đổi bài đó cho mình nha. Đây. Cây này cũng khá là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, nó chỉ là chày sơ sơ trên đây tí xíu thôi. Chúng em sẽ xử lý bát lại cho cô chú anh chị mình vẫn được. Đó. Đây. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 24.500.000. 24.500.000 em bao ship toàn quốc luôn nha. Máy cũng là máy lớn 12 gông 12 búa luôn. Đó. Mã số 19D. Đó, cây này thì khỏi chê, thùng rất là đẹp. Chiều cao cũng là 2m. Bề ngang đường kính thùng của nó luôn á là 5 tấc. Đó, cây này là khỏi chê chỗ nào luôn nha. Đó, mặt là mặt nu tây luôn. Đó, 2 tấc 8 mặt đồng hồ đều là bằng thau hết. Rất là đẹp. Mặt quả lắc của nó luôn là 2 tấc rưỡi nha. Đó, tạ này thì bằng thau thì có thể đánh bóng ra cho cô chú chị mình vẫn được. Đó. Đây, cũng là 12 gông 12 búa. Máy này là máy Đức nha cô chú chị mình ha. Cây này là của Đức. Đó, mặt đồng hồ là đóng dệt Manin. Đó, cây này thì em giao lưu với quý cô chú chị mình luôn, cũng có giá là 25.500.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn, đặc biệt là em bao xài nha. Khỏi sợ nha cô chú chị mình ha. Mặt là mặt nu tây rất là đẹp. Đó. Đây, tới mã số 20D. Để em đo chiều cao luôn nha. Cây này cũng là rệt Manin luôn nha. 1m98. 1m98, bề ngang đường kính thùng là 4 tấc 7. Cũng là 12 gông 12 búa luôn. Đó, mặt đồng hồ này là 2 tấc 6. Mặt quả lắc của nó luôn là 2 tấc rưỡi. Đó. Đây, cây này là rệt Manin nha cô chú anh chị mình ha. Em coi cho chính xác cho quý cô chú anh chị mình luôn. Cũng là 12 gông 12 búa, gông dài quấn rất là hay. Đó, 12 gông 12 búa. Mã số 20D. Đó. Cây này thì cô chú anh chị mình lấy cây nào thì cứ liên hệ Zalo với em, rồi em sẽ chụp hình báo âm thanh chính xác cho cô chú anh chị mình luôn. Và em sẽ giao hàng tận nơi cho cô chú anh chị mình ha. Đó, khắp mọi miền đất nước luôn. Mã số 20D em giao lưu là 24 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đặc biệt nếu mà những cái đồng hồ này thì em bao xài cho cô chú anh chị mình luôn. Có trục trặc gì cứ liên hệ với em. Đó, 1 năm 2 năm em cũng vẫn xử lý cho cô chú anh chị mình ha. Đó, cô chú anh chị mình cứ an tâm. Mã số 21D. Đó, cây này là tại sơn trắng thôi nha. Chứ là cũng là gỗ sồi của nước ngoài luôn. Chiều cao cũng là 2m. Đó, bề ngang đường kính thùng là 5 tấc 4. Cái này thùng lớn rất là đẹp. Đó, cũng là 12 gông 12 búa, cũng là máy lớn luôn. Đó. Đây. Mặt đồng hồ là 2 tấc 8. Mặt quả lắc là 2 tấc 7. Hàng liền lạc là lặn luôn. Cây rất là lớn, rất là đẹp nha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em 12 gông 12 búa. Nhãn hiệu thì nó nằm đây. Đó. Cái này thì mình xử lý, có thể mình chà ra màu trắng, còn thêm là mình sơn lên màu trắng lại nha. Cũng rất là đẹp cho cô chú anh chị mình ha. Tại vì lý do là chủ nhà người ta sơn chứ không phải là em sơn nha. Mua sao thì em bán như vậy. Hàng liền lạc và lành lặn. Đó, cô chú anh chị mình cứ xem giùm em ha. Đó. Bao đẹp cho quý cô chú anh chị mình luôn. Cây màu trắng đó thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Nó giá là 24 triệu cũng là bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn các chú chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ sách Thanh chịu rất là nhiều. Anh chị xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.